Nước Pháp đang trải qua một mùa đông lạnh giá với nhiệt độ ở nhiều nơi xuống đến mức là âm độ C. Giữa thời tiết này thì tình cảnh của những người vô gia cư càng trở nên khó khăn hơn. Nhiều tổ chức xã hội đang hỗ trợ hết sức để những người sống trên đường phố có thể trải qua một mùa đông băng giá một cách an toàn và ấm áp tình người. Đêm lạnh trên đường phố Orléans, miền trung nước Pháp, chiếc xe của Hội Chữ Thập Đỏ vẫn cần mẫn lăn bánh qua từng con phố. Những nhân viên trên xe đang chăm chú tìm kiếm những người vô gia cư. Giữa thời tiết thường xuyên dao động từ âm 8 đến âm 2 độ C những ngày này, việc ở ngoài trời, đặc biệt vào ban đêm, là vô cùng nguy hiểm. Chúng tôi đi tuần tra quanh năm. Hội Chữ Thập Đỏ không có ngày nghỉ. Khi nhiệt độ xuống âm độ C, việc này càng đặc biệt được chú trọng để hỗ trợ càng nhiều càng tốt cho những người vô gia cư. Khi gặp một người vô gia cư trên đường phố, các tình nguyện viên sẽ cung cấp thêm tấm giữ nhiệt hay thực phẩm và đồ uống nóng. Nếu người nào trong tình trạng sức khỏe không tốt do mất nhiệt, các tình nguyện viên sẽ ngay lập tức đưa họ đến bệnh viện. Điều khó khăn nhất với chúng tôi là bỏ mặc lại ai đó mà không giúp gì được cho họ. Thế nên chúng tôi cố gắng giúp đỡ họ nhiều nhất có thể trong khả năng của mình. Pháp đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ tử vong của người vô gia cư trong thời tiết giá lạnh. Hiện nhiều vùng tại Pháp đã được đặt trong tình trạng báo động vàng ở mức cực lạnh. Đây là cấp cao thứ 2 trong 4 cấp về cảnh báo thời tiết tại Pháp. Cùng với Hội Chữ Thập Đỏ vùng Orléans, các tổ chức xã hội khác cũng đang tìm cách hỗ trợ cho những người vô gia cư sống trên đường phố. Ngày 8 tháng 1, thì hàng trăm tình nguyện viên và người dân địa phương đã nỗ lực làm sạch bãi biển tại vùng Galicia ở Tây Bắc Tây Ban Nha sau khi hàng triệu hạt vi nhựa trôi giạt vào khu vực bờ biển, gây ra mối lo ngại về môi trường. Hiện thì cơ quan chức năng đang tiến hành xác định các tác động tiềm tàng cũng như là đánh giá ảnh hưởng của vấn đề này đối với hoạt động đánh bắt cá. Các hạt vi nhựa thường được dùng để sản xuất những vật dụng hàng ngày, từ chai nước cho đến những chiếc túi đựng đồ. Theo báo cáo năm 2020 của tổ chức Pew Charitable Trust, có khoảng 10.000 tỷ hạt nhựa gây ô nhiễm hệ sinh thái biển hàng năm.